Thời gian đảo ngược. Vào phần mở đầu đoạn các cảnh đầu tiên của Hắc Thần Thoại Ngộ Không, chúng ta sẽ được chuẩn bị thưởng thức sự hoành tráng của cuộc đại chiến giữa Tôn Ngộ Không và Nhị Lăng Thần. Vì vậy không chần chừ gì nữa, hãy theo cơn đầu vân của Đại Thánh tới ngay Thiên Đình. Lúc này Đại Thánh đã thỉnh kinh trở về, được phong làm đấu chiến thắng Phật. Thế nhưng là Ngộ Không không muốn đợi ở thiên giới, mà hy vọng rằng sẽ trở lại Hoa Quả Sơn và sống cùng hầu tôn hầu tử của mình. Nhưng thiên giới há lại là nơi nghĩ ở liền ở, nghĩ đi thì đi. Nhị Lăng Thần nhảy ra chuẩn bị khuất phục con khỉ nổi loạn. Hai người đại chiến 300 hiệp lại hóa thành chim bay, chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục đại chiến ở hạ giới. Nhưng đúng lúc này, trên trán của Ngộ Không, Kim Cô Chú bỗng nhiên xuất hiện, khiến đầu đau như búa bổ. Nhị Lăng Thần cũng không khách khí, giáng cho Đại Thánh một kích trí mạng. Thời gian trôi đến không biết bao nhiêu năm sau, tại nơi Tôn Ngộ Không yên nghỉ có một đám linh hầu chiếm cứ. Thông qua trưởng lão kể lại có thể biết được Tôn Ngộ Không chính là Thạch Hầu. Thạch Hầu sẽ không dễ dàng chết như vậy, thần hồn hẳn là vẫn chưa tiêu tán được. Trước mắt đã hóa thành 6 linh vật được ẩn giấu nơi đâu trên khắp thế gian. Thế là một con hầu tử trẻ tuổi chủ động đảm đương trách nhiệm. Hầu tử này là nhân vật chính chúng ta điều khiển trong trò chơi, gọi là Thiên Mệnh Nhân. Điểm dừng chân đầu tiên của chuyến đi này là Quan Âm Thiền Viện tại Hắc Phong Sơn. Lúc trước Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh đã tạm trú ở chùa này. Chủ nhân ở đây là Kim Chỉ Trường Lão, lòng tham không đáy, muốn đem gấm lan cả sa của Đường Tăng chiếm thành của riêng. Dưới tay của hắn, hai đệ tử Quảng Trí và Quảng Mưu lên kế hoạch phóng hỏa thiêu sống Đường Tăng. Nhưng may mắn thay, Tôn Ngộ Không đã mượn được ti hỏa cháo, lúc này mới có thể bảo hộ sư phụ được bình an. Theo nguyên tắc, Quảng Trí và Quảng Mưu đã bị thiêu chết bởi chính ngọn lửa của mình. Trong trò chơi, hai người bọn hắn đã bị linh hư thượng nhân phục sinh lại. Xuất hiện thứ nhất chính là Quảng Trí, có thể coi là trận đấu chùm chân chính đầu tiên. Vũ khí trong tay của Quảng Trí mang theo hỏa diễm trông cool ngầu. Sau khi có được vũ khí của Quảng Trí, chúng ta có thể biến thành Quảng Trí và chiến đấu. Sau khi đánh bại hắn, hãy gõ cái chuông ở bên cạnh, đừng quên chuyện này vì nó có liên quan tới một ẩn tàng địa điểm quan trọng. Không lâu sau đó, bạn sẽ bắt gặp u hồn của Kim Trì Trường Lão ở nơi hoang dã. Hắn ta là một sát thủ tuyệt đối không thể xem thường. Tuyệt chiêu trì kích địa diện của hắn sinh ra sóng chấn động, rất khó né tránh. Bạn có thể bị đánh ngã ngay lập tức. Trong thiền viện phía trước có linh hư tử là một con sói tinh. Bạn có nhớ hắn ở trong một trailer cách đây vài năm không? Con quái vật này cũng không phải là linh hư tử trong nguyên tác, bởi vì trước đó linh hư tử đã bị Tôn Ngộ Không dùng gậy đánh chết trong Tây Du Ký. Linh hư tử này là mới vừa nhậm chức, khá sợ lửa, cho nên hóa thân thành Quảng Trí đánh hắn sẽ có hiệu quả lớn. Điều đáng nói là lượng máu của chúng ta sẽ đầy sau khi chúng ta biến hình, tương đương với việc sẽ có thêm một thanh máu. Sau một trận boss chiến không quá khó khăn, Hầu Ca tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường núi tình cờ gặp một lão đầu với cái hồ lô sau lưng. Ông ta đã giúp Hầu Ca cường hóa hồ lô để có thể hấp thu được tinh phách của quái vật. Hồ lô lão đầu từ đây về sau mỗi chương đều sẽ xuất hiện. Trên mạng đồn đoán rằng ông ta đích thị là đạo sĩ Viên Thủ Thành trong Tây Du Ký hồi 9, cũng chính là kẻ đã lừa chết Kính Hà Long Vương. Có một rừng tre ở gần ông ta là nơi tốt để luyện cấp sớm, bởi vì chúng ta sắp trải qua hàng loạt trận boss chiến. Sau Quảng Trí, Quảng Mưu cũng xuất hiện. Hắn ta không khách khí đã tấn công trước khi đoạn cắt cảnh kết thúc. Thật là một kẻ không có võ đức. Có lẽ hắn ta đã bắn trúng ai đó với chiêu thức này, nhưng đây là Hầu Ca. Bản thân Quảng Mưu là boss chủ lực tấn công tầm xa, cho nên đấu pháp rất đơn giản. Chỉ cần áp sát hắn và người hắn để tương tác. Một khi để hắn tạo khoảng cách, hắn sẽ trở nên lợi hại. Phía sau Quảng Mưu còn có một chuông lớn, hãy rung chuông trước khi rời đi. Đến một cái ao trước ngôi chùa đổ nát, bạn sẽ gặp phải Bạch Y Tu Sĩ, một tên boss khó nhất ở trong chương 1, đồng thời là tên boss duy nhất có hai hiệp chiến đấu ở tại chương 1. Thế cho nên, hãy cố gắng giữ lại những kỹ năng chiến đấu ở trong phase 1. Ở trong phase 2, Bạch Y Tu Sĩ lộ ra chân dung, thì ra là một con rắn yêu. Hiệp này hắn công kích phạm vi càng rộng, hành động cũng càng linh hoạt. Đòn tấn công tầm xa khiến người mới chơi khá khó né tránh. Trong hồ nước có một cây cột có thể dùng để chạy quanh, phối hợp định thân thuật cuối cùng có thể hạ gục được hắn ta. Thông qua đối thoại có thể biết được
Xà yêu này cùng với yêu quái khác tự hồ không phải là cùng một đường. Hiện tại nó đến từ đâu vẫn chưa biết được. Đi con đường nhỏ ở bên tay trái cho tới hết đường, bạn sẽ thấy một cái chuông lớn. Bên cạnh trên cây treo thi thể của một con sói tinh. Đây là linh hư tử đời trước đó. Sau khi bị Tôn Ngộ Không đánh chết, bạn tốt của hắn là Hắc Hồng Tinh đã sử dụng bí pháp để phục sinh hắn. Nhưng cái giá phải trả là cần uống sạch máu của đồng tộc mình. Linh hư tử không nguyện ý làm điều tàn ác như thế nên đã treo cổ tự tử trên cây đại thụ. Lúc này hai cái chuông lớn trước đó đã được rung. Lúc này sau khi rung cái chuông lớn bên cạnh linh hư tử, liền sẽ đi vào ẩn tàng địa điểm cổ Quan Âm Thiền Viện. Tăng nhân đầu to mới nhìn qua này có chút buồn cười, chính là Kim Trì Trường Lão. Cặp mắt của hắn bị mù bởi vì lửa lúc trước ở Quan Âm Thiền Viện. Nhìn qua người hắn thì người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng cảm giác chiến đấu lại dễ dàng. Duy nhất cần thiết phải lưu ý chính là khi lượng máu của hắn còn một nửa, hắn sẽ nhảy lên và niệm kinh, triệu hồi ra một đống tiểu đệ. Kim Chỉ Trưởng Lão sau khi bị đả bại đã đánh rơi một đại bảo bối tên là Tị Hỏa Tráo, hãy nhanh chóng thu nhặt. Lý do chính mà ta bỏ ra nhiều công sức như vậy chính là vì Tị Hỏa Tráo này. Có nó rồi có thể tiếp tục lên núi. Sau khi đi xuyên qua một cái huyệt động, chúng ta tới một ngôi chùa đổ nát, cũng nhìn thấy chủ nhân của Hắc Phong Sơn này là Hắc Phùng Tinh. Lúc trước sau khi Kim Chỉ Trưởng Lão phóng hỏa tiêu hủy chùa miếu thì hảo hữu của Kim Chỉ Trưởng Lão là Hắc Hồng Tinh đã tới cứu hỏa. Sau khi nhìn thấy chiếc áo cà sa, hắn ta cũng nổi lòng tham mà lấy trộm. Sức tấn công của hắn không cao và máu cũng không nhiều nên việc đánh bại của hắn cũng không khó. Đi lên đỉnh núi thấy lửa cháy khắp nơi, Hắc Hồng Tinh đã lộ nguyên hình, trông rất là mạnh mẽ. Cuối cùng thì Tị Hỏa Tráo trước đó lấy được đã có đất dụng võ. Với sự trợ giúp của Tị Hỏa Tráo, những ngọn lửa trên mặt đất không thể làm hại được hầu ca của chúng ta. Cuối cùng, sau vài lần dùng định thân thuật xử lý tàn hơi của Hắc Hồng Tinh, lấy được một trong sáu linh vật của Tô Ngộ Không. Cái linh vật này còn gọi là Nhãn Khán Hỷ. Như vậy, rất rõ ràng, cái gọi là sáu linh vật chính là sáu tên trộm ở trong Phật đạo. Chính là Nhãn, Nhĩ, Khẩu, Tị, Thân, Ý, sinh ra sáu loại cảm xúc, tức là Nhãn Khán Hỷ, Nhĩ Thính Nộ, Tị Khứu Ái, Thiệt Đường Tư, Ý Kiến Dục, Thân Bản Ưu. Cuối cùng là một đoạn anime hiện ra kể về cuộc đời của Kim Chỉ Trường Lão. Thời niên thiếu, hắn ở trong núi đã gặp Hắc Hồng Tinh, thế là một người một yêu kết giao bằng hữu. Chính hắn cũng dần trở thành một trụ trì đức cao vọng trọng, nhưng cuối cùng bởi vì tham niệm, hơn 200 năm đạo hạnh đã bị hủy. Sau khi bị hàng phục, Hắc Hồng Tinh đã tới Quan Âm Bồ Tát hỏi một nghi vấn ở trong nội tâm của hắn. Quan Âm nói rõ ràng chỉ khi mặc chiếc áo gấm lan cà sa mới có thể hiện rõ ràng địa vị của một đắc đạo cao tăng. Đó là lý do tại sao lại có một chấp niệm như thế. Nói một cách khác, Kim Chỉ Trưởng Lão kỳ thật trần duyên chưa dứt, kim hải chưa khô, tu luyện 200 năm mà có nhiều thứ từ đầu tới cuối không thể nhìn thấu. Đặt chân tới Hoàng Phong Lĩnh. Khởi đầu chương 2, bạn sẽ bắt gặp một người đàn ông không đầu sử dụng phương thức kể chuyện của Thiểm Bắc, đại khái giới thiệu tình huống chung của nơi này. Hoàng Phong Lĩnh là một địa điểm xuất hiện trong Tây Du Ký. Nơi này từng có một đất nước gọi là Lưu Sa Quốc. Quốc vương nhận một con chuột tinh phong làm quốc sư. Kết quả không bao lâu, toàn bộ quốc gia đều biến thành quái vật nửa người nửa chuột. Mà hầu ca chúng ta cũng không ngờ tới quái vật nơi đây hùng mãnh lạ thường, đã bắn cho hầu ca thành dạng này rồi. May mắn thay, không đầu pháp nhân lực lượng cao cường trong nháy mắt liền đem hầu ca cấp cứu trở về trong tích tắc. Ven đường chân núi đều là những cung tiễn thủ, mà lại rất nhiều tên đứng ở bên rìa tảng đá. Nếu đánh bọn hắn không cẩn thận, mất tập trung sẽ bị rơi xuống. Thật là phiền phức khi phải leo tới leo lui. Hồ nước nơi đây có một con quái vật ếch xanh. Kỳ thật mỗi chương đều có một con, tên của bọn chúng cũng đều không khác biệt lắm. Lãng Lý Cá Lãng, Lãng Lý Cá Ba, Ba Lý Cá Lãng, Ba Lý Cá Ba. Con này là Lãng Lý Cá Ba. Sau khi đánh bại nó có thể nhận được công thức tị hung dược. Như vậy vật liệu thu thập ven đường có thể luyện chế các dược vật khác nhau. So với chương 1, Hoàng Phong Lĩnh thật sự lớn, đường đi rắc rối phức tạp. Nhiều tựa game giống như vậy ngày nay đều không có địa đồ, có lẽ là để rèn trí nhớ hoặc để tăng thêm cảm giác bí ẩn khi khám phá. Nhưng chí ít những người chơi mới vẫn hy vọng có hệ thống bản đồ. Hai tên quái vật ở quảng trường phía trước, nguồn gốc của bọn chúng không hề đơn giản. Tên nhỏ hơn có vóc dáng thấp bé là quốc vương của nơi đây.
hắn sinh ra ba con trai, tên trước mặt chính là Nhị Nhi Tử của hắn. Cả hai đang thảo luận làm thế nào để sinh tồn dưới ách thống trị của đại vương. Người được gọi đại vương ở đây chính là Hoàng Phong đại vương. Nhưng trước mắt đầu tiên là phải giải quyết hai tên quái vật này đã. Đây cũng là trận đấu song boss chiến của chúng ta lần đầu trong trò chơi. Quốc vương là một tên hèn nhát, sẽ chỉ đứng núp ở phía xa và ném đá, mà hắn lại ném không được chuẩn, cho nên thường xuyên ném trúng con trai của mình. Rồi một lúc sau, Nhi Tử sẽ đau đớn khóc oa oa và bảo cha đừng có ném con. Lúc này không quan trọng là bạn giết ai trước, nhưng nếu bạn giết quốc vương trước, Nhi Tử của hắn sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo, trở nên hung mãnh. Cũng có cách là trước tiên đem tên Nhi Tử đánh cho tàn phế, rồi mới xử lý tên quốc vương, sau đó giải quyết nốt tên huyết tử còn sót lại. Sau khi đánh bại chúng, từ chỗ Nhi Tử lấy được một tinh phách, từ chỗ quốc vương bạn cũng có thể nhận được một miếng thịt, chạy đến hẻm núi bên cạnh và ném thịt xuống. Đại Nhi Tử của tên quốc vương sẽ xuất hiện. Bản thân tên Đại Nhi Tử cũng không có cường lực gì đặc biệt, đánh hắn không phải là mục đích chủ yếu, mà là sẽ thu hút hắn tới chỗ bích họa ở vách tường và đánh vỡ bích họa này. Được rồi, vách tường đã mở ra một hang động, bây giờ liền có thể đưa tiễn Đại Nhi Tử lên đường. Tiện thể, nếu như Đại Nhi Tử không có đánh vỡ vách tường thì còn có một cách khác, chính là tới chương 1 xử lý tên Kim Trì Trường Lão hoang dại kia. Sau khi lấy được tinh phách của hắn, bạn có thể biến thành cái con quái to đầu để phát động công kích cái vách tường này. Có một hang động sau bức tường. Trên bức họa biểu hiện lúc Tô Ngộ Không đến Linh Đại Phương Tôn Sơn học nghệ, Bồ Đề Lão Tổ đã dùng thước phạt hắn. Nơi này chúng ta có thể nhận được Phi Long Lân Phiến. Sau khi có bảo bối này, chúng ta có thể mở ra những địa điểm ẩn quan trọng. Tại chương 1 có một thác nước mà lúc ấy không vào được. Sau khi có Phi Long Lân Phiến, chúng ta trở về một lần nữa và có thể làm cho thác nước này biến mất, tiến vào hậu phương thiên địa. Trong đây có một con boss là Điều Xích Nhiêm Long. Phương pháp đánh bại nó có thể dùng chính là tránh đòn công kích của nó trước, rồi mới cấu máu nó. Sau khi nó bị choáng, có thể công kích đèn lồng trên lưng nó. Mỗi lần đánh nổ một cái, con boss đều mất rất nhiều máu, liên tục vài lần liền có thể đánh bại boss. Tương tự, tại chương 2, nơi Lưu Sa này cũng có thể dùng Phi Long Lân Phiến tiêu trừ, bên trong là một con rồng khác. Hai con rồng đều rơi xuống vật liệu để chế tạo một cây bổng. Kết hợp lại, chúng ta có thể tạo ra một cây bổng mới mạnh mẽ hơn để thay thế vũ khí cũ. Đi vào Ngọa Hổ Chùa, siêu cường hổ Tiên Phong xuất hiện. Hổ Tiên Phong năm đó trong nguyên tác Tây Du Ký là tù hạ của Hoàng Phong Đại Vương. Hắn từng sử dụng mưu kế để bắt đi Đường Tăng, cuối cùng bị Chư Bất Giới dùng đinh ba đánh chết. Bây giờ con hổ Tiên Phong này chính là đại nhi tử của hắn, và giống với cha mình, trước mắt hắn đang thần phục Hoàng Phong Đại Vương. Nếu như nói chương 1 bạch y tu sĩ thuộc nhóm sát thủ, như vậy hổ Tiên Phong chính là chân chính siêu cấp sát thủ. Sự lợi hại của hắn không phải dăm ba câu là có thể hình dung được. Tuyệt đối đừng tin vào những video trên mạng thể hiện có thể giết nó màu lẹ, bạn chỉ có thể biết sau khi tự mình trải nghiệm. Đánh bại hổ Tiên Phong có thể thu hoạch được kỹ năng mới đầu đồng thiết tí, rất hữu dụng. Giữa bầu trời đầy và cát, chúng ta trông thấy một bóng người đứng trên cầu. Ông ta trông giống như một bậc thầy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quái khiếu hổ trành là biệt danh của hắn. Vừa đánh, ông ta vừa lẩm bẩm những câu đại loại như hải tử đi đâu, vi phụ hận. Khi quan sát những điều này, chúng ta biết có một câu chuyện đằng sau nó. Chúng ta nhận được một cái trống lúc lắc. Đến gần Sao Môn Thôn, rung cái trống lúc lắc này, chân tướng liền được tiết lộ. Lúc trước, cha của hổ Tiên Phong đã sinh hai đứa con trai. Đại Nhi Tử vừa rồi trong Ngọa Hổ Tử đã đại chiến 300 hiệp với chúng ta. Lúc trước, hắn thường xuyên trợ giúp du khách qua đường, cho nên hắn được bách tính kính yêu, được tôn xưng là hổ thần. Tòa kia là đền Ngọa Hổ, cũng chính là của bách tính xây dựng cho hắn. Nhưng Nhị Nhi Tử cũng chính là hổ đệ đệ, trên mọi phương diện không bằng hổ huynh. Ông ta mỗi ngày trốn ở đáy giếng Sa Môn Thôn luyện công, hy vọng một ngày có thể vượt qua được huynh trưởng. Ngày nọ, có một người đàn ông leo xuống giếng. Hắn là một đao khách, là bởi vì ngày kia Hoàng Phong Đại Vương tới, dẫn đến trong làng thổi lên yêu phong. Nhi tử của đao khách đã bị yêu phong thổi loạn tinh khí thần hồn, nằm trên giường không dậy nổi. Đối mặt với đao khách đang cầu cứu để giúp con trai mình, hổ đệ cảm thấy cơ hội biểu hiện đã tới. Thế là hắn giả mạo huynh trưởng của mình, tự xưng mình chính là hổ thần. Hổ đệ lấy ra một cái hồ lô mà huynh trưởng đã cho hắn, để đao khách mang về cho hải tử uống nước bên trong. Quả nhiên, tình hình dần chuyển biến tốt đẹp. Hổ đệ lúc này lại cùng với đao khách nói chuyện. Hắn nói rằng mình trước đó cũng đã bị tà gió đả thương nguyên khí. Nếu như có thể tìm vài người sống tới cho hắn ăn một chút, như vậy
hắn có thể chữa trị bình phục hoàn toàn. Tới lúc đó hắn liền hỗ trợ triệt để để trị bệnh của nhi tử. Đào Khách trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn làm theo, liền không ngừng lừa gạt thôn dân đến trong giếng để cho hổ đẻ ăn. Nhưng thiên hạ không có sự thật nào che giấu mãi được, thời gian dài tự nhiên mánh khóe đó bị phát hiện. Một ngày nọ, Đào Khách trở lại trong thôn, phát hiện nhi tử đã bị thôn dân phẫn nộ dùng loạn côn đánh chết. Đào Khách sau đó đã giết chết toàn bộ thôn dân, biến mất trong gió và cát. Hắn chính là tranh quỷ kia mà ta vừa mới nhìn thấy. Mà hồ đệ lúc đầu tinh thần lại không bình thường, trải qua lần cứu người này không thành công, lại càng trở nên bất thường hơn, biến thành một lão hổ điên, vẫn như cũ đợi tại dưới đáy giếng. Cùng hổ nhị thi đấu mới cảm thấy hổ nhị mạnh không kém hổ đại, thậm chí có thể cảm thấy hắn còn lợi hại hơn hổ đại nữa. Sau khi đánh bại nó, chúng ta có thể thu hoạch được tinh phách cùng với đồ tốt ngũ quỷ hổ lô. Hoàng Phong Lĩnh là nơi thật sự lớn, ẩn tàng địa điểm cùng bót ẩn, trong đó có một vị trí tương đối quan trọng. Tại Trầm Thạch Bình có chư viên ngoại, sau khi thuyết phục được ông ta liền có thể theo hắn tiến về cụ Lưu Sa Quốc. Nội dung bên trong đều có chỗ liên quan tới nguyên tắc Tây Du Ký. Ở trong Tây Du Ký, mặt trời ở Lưu Sa Quốc cùng với những chỗ khác có chỗ khác biệt. Nó phát ra tiếng rất lớn khi rơi vào dưới biển mỗi ngày. Thế là Phật Tổ ban cho một cái trống lớn, mỗi ngày mặt trời lặn cũng là lúc dùng tiếng trống để hòa lẫn với tiếng mặt trời lặn. Bằng cách này, những phụ nữ mang thai và trẻ em về sau sẽ không bị kinh sợ mà chết bởi vì nghe những thanh âm đó. Nhưng về sau, không biết ai đã cho quốc vương dũng khí. Ông ta nghĩ rằng trong thành tăng nhân quá nhiều nên bắt đầu trục xuất họ, cũng đem quốc danh đổi thành Cáp Lý Quốc. Sau hành động đó, các loại quái sự liên tiếp phát sinh. Một con yêu quái to lớn, đại trùng tử bỗng nhiên xuất hiện, trên lưng còn đeo một cái đầu Phật, đi khắp nơi làm loạn. Quốc vương cùng quân đội của hắn đều vô kế khả thi. Vừa vặn, một con chuột tinh Hoàng Phong Đại Vương đi ngang qua nơi đây, hắn lợi dụng pháp lực cao cường hiệp trợ quốc vương tiêu diệt yêu thú. Trong trò chơi lúc này, Hầu Ca tại cụ Lưu Sa Quốc cũng sẽ gặp được Hoàng Phong Đại Vương. Hắn đang dốc lòng toàn lực đối phó với yêu thú, thấy Hầu Ca có mấy phần bản lĩnh, hắn liền mời hợp lực cùng đối phó với đại trùng tử. Hắn sẽ phụ trách ở bên trên đánh trống để dẫn xuất yêu thú. Hầu Ca thì được giao nhiệm vụ nhảy xuống chiến đấu. Thời điểm đánh tới chừng phân nửa HP, Hoàng Phong Đại Vương cuối cùng cũng nhảy xuống hỗ trợ cùng chiến đấu. Có một tên đồng bọn ở bên người, quả nhiên là khác, đánh nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuối cùng thì vẫn là Hoàng Phong Đại Vương ra đòn kết liễu, một kích chí mạng. Cho dù Hoàng Phong Đại Vương dũng mãnh phi thường, cũng không thể mang tới hảo vận cho quốc gia đã đổi tên thành Cáp Lý Đích rất nhanh. Bọn hắn từ quốc vương tới con dân đều đã biến thành nửa người nửa yêu, là lý do đầu ở chương 2, đương Trung quốc vương cùng nhi tử của hắn ở trong bộ dạng kia. Hoàng Phong Đại Vương cũng không mượn cơ hội, mà tại Tư Cáp Lý Đích xưng vương xưng bá, đã mang theo thủ hạ nhân mã rời đi. Sau khi rời đi, bọn hắn gặp một nhóm người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, liền ra tay bắt cóc Đường Tăng. Tô Ngộ Không đánh không lại hắn, cuối cùng là đi xin Linh Cát Bồ Tát mới thu phục được. Không ngờ Hoàng Phong Đại Vương cũng lợi hại như vậy, dù chỉ là một con chuột tinh, nhưng hắn đã trộm tâm pháp của Nhị Lăng Thần và cướp đi linh vật của Tô Ngộ Không, còn cắt đầu của Linh Cát Bồ Tát, mưu toan dùng để đi luyện hóa linh vật. Yêu quái cũng là boss cuối cùng của chương 2, mới vừa rồi còn là chiến hữu kề vai chiến đấu, bây giờ lại biến thành đối thủ sinh tử. Hoàng Phong Đại Vương lợi hại phi thường, cho dù ta ở trong chương này làm tất cả các chi nhánh, học được rất nhiều kỹ năng, nhưng muốn đánh bại hắn vẫn rất khó khăn. Hắn còn triệu hồi cát bay và đá để khiến cho khung cảnh trở nên hỗn loạn. Lúc này, Định Phong Châu tác dụng liền hiển lộ ra. Có bảo bối này, hết thảy mọi thứ đều khôi phục trở lại bình thường, giảm xuống không ít độ khó. Sau khi đánh bại Hoàng Phong Đại Vương, người đàn ông không đầu lúc đầu tiên đã xuất hiện. Ngài là Linh Cát Bồ Tát. Điều này ở giai đoạn giữa và sau đã rõ ràng. Bồ Tát tự mình giao linh vật thứ hai của Đại Thánh Nhị Thính Nộ cho nhân vật chính. Như vậy, chỉ còn 4 linh vật phải tìm kiếm nữa mà thôi.